Để pháp, không có pháp cùng pháp hợp nhau, vì sao? Vì các pháp không có phần ít hợp, ví như hai ngón tay đều có bốn phương, bốn mặt, một phương hợp, ba phương không hợp, phần không hợp nhiều, cớ sao không gọi là không hợp? Hỏi, vì có chỗ hợp nên gọi là hợp, cớ sao nói không hợp? Đáp, chỗ hợp chẳng là ngón tay, mà là phần ngón tay, chỉ là phần ngón tay, không còn là ngón tay, vì hai ngón tay gần nhau nên giả danh là hợp, lại không có pháp hợp thật. Lại nữa, sắc hương, vị, xúc gọi chung là ngón tay. Chỉ xúc là có sức hợp, còn sắc hương, vị không hợp. Vì vậy không được nói ngón tay hợp. Lại nữa, như khác loài cùng ở một chỗ không gọi là hợp, vì tướng khác nhau. Các pháp cũng như vậy, tướng đất ở trong đất, tướng nước ở trong nước, tướng lửa ở trong lửa, tánh khác như vậy không gọi là hợp. Vì vậy nên nói không có pháp cùng pháp hợp. Không hợp nên cũng không chẳng hợp. Bằng, là hết thảy pháp một tướng nên gọi là bằng. Vì đều là tướng có, đều là tướng vô thường, đều là tướng khổ tướng không, vô ngã, đều là tướng chẳng sanh chẳng diệt, sự không khác nên gọi là bằng. Chẳng bằng, là mỗi mỗi tướng khác nhau, như tướng sắc tướng vô sắc tướng cứng tướng ướt, như vậy khác nhau chẳng đồng ấy gọi là chẳng bằng. Bồ Tát không thấy bằng cùng chẳng bằng, vì sao? Vì hết thảy pháp không có tự tánh không nên không pháp. Không pháp nên không thể thấy nên không bằng chẳng bằng. Bằng và hợp là tập tương ưng, chẳng hợp chẳng bằng là chẳng tương ưng. Hỏi, cớ sao không nói tương ưng xong rồi sau tán, thán? Đáp, người nghe nhàm chán giải đãi thế nên Phật tán thán công đức quả báo, người nghe tâm được vui vẻ. Kinh, lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mahatát hành Bát Nhã Ba La Mật không khởi niệm rằng ta sẽ mau chứng được pháp tánh hoặc không được, vì sao? Vì pháp tánh chẳng phải tướng chứng được. Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mahatát tu tập tương ưng như vậy ấy gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận, pháp tánh là thật tướng các pháp, chứ các kiết sử vô minh trong tâm, lấy tâm thanh tịnh thật quán được bản tánh các pháp gọi là pháp tánh. Tánh gọi là chân thật, vì chúng sanh tà quán nên bị trói, chánh quán nên được mở, Bồ Tát không khởi niệm rằng ta mau được pháp tánh, vì sao? Vì pháp tánh không có tướng, không có gần xa. Cũng không nói ta lâu dài sẽ được, vì sao? Vì pháp tánh không chậm không lâu. Nghĩa chữ pháp tánh như đã nói trong chương giải thích nghĩa như pháp tánh thật tế trước kia. Kinh, lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mahatát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật không thấy có pháp ra ngoài pháp tánh. Tu tập tương ưng như vậy ấy gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận, các phiền não vô minh vân vân, vào trong hết thảy pháp nên mất tự tánh các pháp, vì tự tánh mất nên đều thành tà vậy không chính. Thánh nhân trừ bỏ vô minh, thật tánh các pháp trở lại sáng tỏ, ví như mây tối che tánh, hư không trong sạch trừ mây tối thời tánh hư không trong sạch hiện ra. Nếu có pháp vô minh không vào được ấy thời ra ngoài pháp tánh. Nhưng việc ấy không đúng, không có pháp ra khỏi vô minh thế nên Bồ Tát không thấy pháp ấy ra khỏi pháp tánh. Cũng như các dòng đều chảy về biển, như các tiểu vương tản mát đều thuộc chuyển luân thánh vương, như các ánh sáng nhỏ đều thuộc mặt trời. Kinh, lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mahatát khi hành Bát Nhã Ba La Mật không khởi niệm rằng, pháp tánh phân biệt các pháp. Tu tập tương ưng như vậy ấy gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận, hỏi, cớ sao không khởi niệm rằng, pháp tánh phân biệt các pháp? Đáp, vì chấp trước pháp tánh, quý pháp tánh, nên sanh ra các kiết sử cho nên không khởi niệm ấy. Hỏi, nếu pháp tánh không, nhất tướng vô tướng, làm sao phân biệt các pháp? Đáp, được pháp tánh ấy, diệt các phiền não vô minh, phá chấp thật tướng các pháp, vậy sau tâm thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt, biết các pháp thật theo pháp tánh là thiện, không theo pháp tánh là bất thiện, như Phạm Chí Bà Ta hỏi Phật. Thưa Thế Tôn, trong trời đất có thiện ác tốt xấu chăng? Phật đáp, có, Bà Ta thưa, con đã lâu quy mạng Phật xin khéo nói cho con nghe. Phật dạy, có ba điều ác, ba điều thiện, mười điều ác, mười điều thiện, đó là tham dục là ác, trừ tham là thiện. Sân nhuế, ngu si là ác, trừ sân, si là thiện. Sát sanh là ác, trừ sát sanh là thiện, cho đến tà kiến là ác, trừ tà kiến là thiện. Như thật phân biệt được thiện ác là đệ tử ta, vào pháp tánh, gọi là đắc đạo. Kinh,
Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mahatát khi hành Bát Nhã Ba La Mật, không khởi niệm rằng, pháp ấy có thể đắc pháp tánh hoặc không đắc, vì sao? Vì Bồ Tát ấy không thấy dùng pháp ấy có thể đắc pháp tánh hoặc không đắc. Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mahatát tu tập tương ưng như vậy ấy gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận, làm sao được pháp tánh? Tu hành tám thánh đạo phần, chứng được thật tướng các pháp, đó là Niết Bàn, ấy gọi là được pháp tánh. Lại nữa, tánh là thật tướng các pháp là Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát không khởi niệm rằng, hành Bát Nhã Ba La Mật chứng được pháp tánh, vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật và các pháp tánh, hai pháp ấy không khác nhau, vì đều là rốt ráo không, làm sao dùng Bát Nhã Ba La Mật đạt được pháp tánh. Kinh, lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mahatát khi hành Bát Nhã Ba La Mật, pháp tánh chẳng cùng không hợp, không chẳng cùng pháp tánh hợp. Tu tập tương ưng như vậy ấy gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận, Bồ Tát không quán pháp tánh là không, không quán không là pháp tánh. Hành không đắc pháp tánh, duyên pháp tánh đắc không, vì vậy nên không khác, vì sao? Vì là hai rốt ráo không? Kinh, lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mahatát khi hành Bát Nhã Ba La Mật, nhãn giới chẳng cùng không hợp, không chẳng cùng nhãn giới hợp. Sắc giới chẳng cùng không hợp, không chẳng cùng sắc giới hợp. Nhãn thức giới chẳng cùng không hợp, không chẳng cùng nhãn thức giới hợp. Cho đến ý giới chẳng cùng không hợp, không chẳng cùng ý giới hợp, pháp giới chẳng cùng không hợp, không chẳng cùng pháp giới hợp. Ý thức giới chẳng cùng không hợp, không chẳng cùng ý thức giới hợp. Thế nên, Xá Lợi Phất, không ấy tương ưng, gọi là đệ nhất tương ưng. Luận, nhãn giới chẳng cùng không hợp, không chẳng cùng nhãn giới hợp, là nhãn là có, không là không. Không và có làm sao hợp. Lại nữa, Bồ Tát phân biệt các nhân duyên, phân tán diệt mất nhãn ấy, nhãn thời không? Không, không có tên nhãn. Con mắt, nhơn gốc, nhân duyên N, D, nên có nhãn không, không cũng không phân biệt là nhãn không, là chẳng phải nhãn không ấy thời là nhãn chẳng cùng không hợp. Lại không chẳng từ nhân duyên của nhãn sanh, vì sao? Vì hai pháp ấy vốn tự không vậy, cho đến ý thức giới cũng như vậy. Hỏi. Trong đây cớ sao không nói các pháp năm uẩn mà chỉ nói 18 giới? Đáp, đáng nên nói, hoặc có khi vì sự tụng chép bỏ sót đó thôi. Lại có người nói, nếu nói 18 giới thời thu nhiếp hết thảy pháp, có chúng sanh mê đối với tâm và sắc, không mê đối với tâm và pháp, nên nghe nói 18 giới thì đắc độ, thế nên chỉ nói 18 giới. Hỏi, sao gọi là tập tương ưng đệ nhất? Đáp. Không, là tạng thâm áo của mười phương chư Phật, là cửa Niết Bàn duy nhất, không còn cửa nào khác, phá được các tà kiến hí luận, sự tương ưng ấy không thể hoại. Không thể phá, thế nên gọi là đệ nhất. Lại nữa, Phật tự nói nhân duyên đệ nhất đó là. Kinh, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mahatát tập hành không, chẳng đọa vào địa vị thanh văn, bích chi Phật, có thể tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh, mau được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Phất, trong các tương ưng Bát Nhã Ba La Mật là tối đệ nhất, tối tôn, tối thắng, tối diệu, là không có gì trên, vì sao? Vì Bồ Tát Mahatát ấy hành Bát Nhã Ba La Mật tương ưng, đó là không, vô tướng, vô tác, nên biết Bồ Tát ấy như được thọ ký không khác, hoặc gần thọ ký. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mahatát tương ưng như vậy, có thể làm lợi ích sâu dày cho vô lượng vô số chúng sanh. Bồ Tát Mahatát ấy cũng không khởi niệm rằng. Ta cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng, chư Phật sẽ thọ ký cho ta, ta sẽ gần được thọ ký, ta sẽ tịnh Phật độ, ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác, sẽ chuyển pháp luân, vì sao? Vì Bồ Tát Mahatát ấy không thấy có pháp ra ngoài pháp tánh, cũng không thấy pháp ấy hành Bát Nhã Ba La Mật, cũng không thấy pháp ấy chư Phật thọ ký, cũng không có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì cớ sao? Vì Bồ Tát Mahatát khi hành Bát Nhã Ba La Mật, không sanh tướng ngã tướng. Chúng sanh, cho đến tướng người biết người thấy, vì sao? Vì chúng sanh rốt ráo chẳng sanh chẳng diệt, chúng sanh, không có diệt. Nếu không có pháp có tướng sanh tướng diệt, làm sao có pháp sẽ hành Bát Nhã Ba La Mật? Như vậy, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mahatát không thấy chúng sanh, nên vì chúng sanh hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì chúng sanh không thọ, chúng sanh không thể có được chúng sanh lìa, nên vì chúng sanh hành Bát Nhã Ba La Mật.